Hello, xin chào thầy, em đã trở lại video của Hoàng nhé. Hôm nay thì Hoàng có hai cái làm điêu khắc đầu nhọn cho anh em này. Đó. Anh em nào lấy thì liên hệ qua số điện thoại của Hoàng nhé. Một cái làm CUB của Nhật đẹp xuất sắc luôn, xích xích đôi luôn nhé, xích chuột xích đôi luôn. Anh em về chỉ việc gắn vào máy là sử dụng thôi nhá. Và một cái làm CUB cũng làm CUB. Hai cái làm này đều rất là đẹp nha các bạn nhé. Đó, nguyên sơn luôn. Em mới gỡ máy ra. Đó. Có cái máy ông bác lên là thích lên xích lớn nên là còn dư hai cái lam. Sợi này xích hơi mòn, em sẽ thay cho các bác sợi xích mới luôn nha. Đó, sợi này hơi mòn, em sẽ thay luôn sợi xích mới luôn. Anh em nào có lấy thì liên hệ qua số điện thoại của Hoàng nha. Đó, thẳng tắp. Đẹp xuất sắc luôn. Này cũng vậy nha. Bác nào thích lấy làm nào lấy. Nguyên sơn như mới luôn. Nhật xịn nha các bác nhé. Hai cái lam này dài 30 phân trừ chân ốc ra còn 25 phân nhé. Đó, gắn cho các cái dòng máy chạy xích chuột. Đó, chân này thì vừa các dòng 180, 170, các dòng máy nhỏ của Nhật này. Đó, anh nào đang xài dòng này thì liên hệ qua số điện thoại cho em nhé. Cái dòng này thì anh em chạy xích chuột nha, chén côn nó phải xích chuột mới chạy được nhá, chứ dòng xích to là không gắn vào được cái lam ở đâu nha. Rồi xin gần cho thấy anh em nào lấy thì liên hệ qua số điện thoại của Hoàng. Đó, lam Nhật xịn. Rồi xin gần cho thấy các bác nha.